62. Phẩm nói thật. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế rất là sâu xa. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát chẳng được hữu tình, lại cũng chẳng được an lập hữu tình, nhưng vì hữu tình mà cầu đến quả vị giác ngộ cao tột là việc rất khó. Bạch Thế Tôn, cho như có người muốn các thứ cây trong hư không, không có sắc, không thấy, không đối, không nương tựa vào đâu, điều ấy vô cùng khó khăn. Các đại Bồ Tát cũng như thế, chẳng được hữu tình, cũng lại chẳng được an lập hữu tình, mà vì hữu tình cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột là việc rất khó. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế rất là sâu xa, các đại Bồ Tát chẳng được hữu tình, lại cũng chẳng được an lập hữu tình, mà vì hữu tình cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột là việc rất khó. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát tuy chẳng thấy có hữu tình chân thật và sự an lập của chúng, như các hữu tình ngu si điên đảo chất là thật có, nên luân hồi sanh tử chịu khổ vô cùng. Vì độ hữu tình kia nên cầu đến quả vị giác ngộ cao tột, đắc giác ngộ rồi đoạn trừ ngã chấp kia và kiến giải thoát các khổ sanh tử. Này thiện hiện, thí như có người trồng cây nơi ruộng tốt, người ấy tuy chẳng thấy gốc thân cành lá hoa quả của cây này, nhưng trồng cây xong, tùy theo thời mà tưới tẩm chăm sóc giữ gìn, sau đó cây này dần dần lớn lên, cành lá hoa quả đều tươi tốt, mọi người thọ dụng càng được an ổn. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cũng giống như thế, tuy chẳng thấy có hữu tình Phật quả, nhưng vì hữu tình cầu đến quả vị giác ngộ cao tột, dần dần tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, khi đã viên mãn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, khiến các hữu tình thọ dụng các thứ lá hoa quả của cây Phật đều được lợi ích. Thiện hiện nên biết, loại lá ích lợi là các hữu tình nhờ cây Phật này thoát khổ ác thú, hoa lợi ích là các hữu tình nhờ cây Phật này hoặc sanh vào dòng họ lớn Sát Đế Lợi, hoặc sanh vào dòng họ lớn Bà La Môn, hoặc sanh vào dòng họ lớn Trường Già, hoặc sanh vào dòng họ lớn Cư Sĩ, hoặc sanh làm chúng trời Tứ Đại Vương, hoặc sanh lên cõi trời 33, hoặc sanh trời Dạ Ma, hoặc sanh trời Đồ Sử Đa, hoặc sanh trời Lạc Biến Hóa, hoặc sanh trời Tha Hóa Tự Tại, hoặc sanh trời Phạm Chúng, hoặc sanh trời Phạm Phụ, hoặc sanh trời Phạm Hội, hoặc sanh trời Đại Phạm, hoặc sanh trời Quang, hoặc sanh trời Thiểu Quang, hoặc sanh trời Vô Lượng Quang, hoặc sanh trời Cực Quang Tịnh, hoặc sanh trời Tịnh, hoặc sanh trời Thiểu Tịnh, hoặc sanh trời Vô Lượng Tịnh, hoặc sanh trời Biến Tịnh, hoặc sanh trời Quảng, hoặc sanh trời Thiểu Quảng, hoặc sanh trời Vô Lượng Quảng, hoặc sanh trời Quảng Quả, hoặc sanh trời Vô Phiền, hoặc sanh trời Vô Nhiệt, hoặc sanh trời Thiện Hiện, hoặc sanh trời Thiện Kiến, hoặc sanh trời Sắc Cứu Cánh, hoặc sanh trời Không Vô Biên Xứ, hoặc sanh trời Thức Vô Biên Xứ, hoặc sanh trời Vô Sở Hữu Xứ, hoặc sanh trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Quả lợi ích là các hữu tình nhờ cây Phật này, hoặc trụ quả Dự Lưu, hoặc trụ quả Nhất Lai, hoặc trụ quả Bất Hoàn, hoặc trụ quả A-La-Hán, hoặc trụ quả vị Độc Giác, hoặc trụ quả vị Giác Ngộ Cao Tột. Các hữu tình ấy thành Phật rồi, lại dùng cành lá hoa quả của cây Phật làm lợi ích hữu tình, khiến các hữu tình thoát khổ ác thú, được sự an lạc của trời người dần dần an lập, khiến nhập cảnh giới Niết Bàn của Ba Thừa, đó là cảnh giới Niết Bàn Thanh Văn Thừa, hoặc cảnh giới Niết Bàn của Độc Giác Thừa, hoặc cảnh giới Niết Bàn của Vô Thượng Thừa. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy tuy làm việc lợi ích lớn như thế, nhưng hoàn toàn chẳng thấy hữu tình thật sự đắc Niết Bàn, chỉ thấy các khổ vọng tưởng vắng lặng. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng được hữu tình và sự an lập họ, nhưng vì trừ diệt ngã chấp điên đảo của họ mà cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột, do nhân duyên này nên cho là việc rất khó. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nên biết đại Bồ Tát tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì các đại Bồ Tát có khả năng dứt trừ vĩnh viễn tất cả địa ngục, cũng có khả năng dứt trừ vĩnh viễn tất cả bàng sanh, cũng có khả năng dứt trừ vĩnh viễn tất cả quỷ giới, cũng có khả năng dứt trừ vĩnh viễn tất cả vô gián, cũng có khả năng dứt trừ vĩnh viễn tất cả bần cùng, cũng có khả năng dứt trừ vĩnh viễn tất cả đường hạ liệt, cũng có khả năng dứt trừ vĩnh viễn tất cả dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói,
nên biết Đại Bồ Tát tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Này thiện hiện, nếu không có Đại Bồ Tát phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, thì thế gian không có chư Phật quá khứ vị lai hiện tại chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng không có độc giác xuất hiện ở đời, cũng không có A-la-hán xuất hiện ở đời, cũng không có bất hoàn xuất hiện ở đời, cũng không có nhất lai xuất hiện ở đời, cũng không có dự lưu xuất hiện ở đời, cũng không có khả năng dứt trừ vĩnh viễn địa ngục, cũng không có khả năng dứt trừ vĩnh viễn bảng sanh, cũng không có khả năng dứt trừ vĩnh viễn quỷ giới, cũng không có khả năng dứt trừ vĩnh viễn vô gián, cũng không có khả năng dứt trừ vĩnh viễn bần cùng, cũng không có khả năng dứt trừ vĩnh viễn đường hạ liệt, cũng không có khả năng dứt trừ vĩnh viễn dục giới, sắc vô sắc giới. Vì vậy, này thiện hiện, như ông đã nói, nên biết Đại Bồ Tát tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Đúng như thế, nên biết Đại Bồ Tát tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu do chân như này ăn lập Như Lai, tức do chân như này ăn lập độc giác. Nếu do chân như này ăn lập độc giác, tức do chân như này ăn lập thanh văn. Nếu do chân như này ăn lập thanh văn, tức do chân như này ăn lập tất cả hiền thánh. Nếu do chân như này ăn lập tất cả hiền thánh, tức do chân như này ăn lập sắc. Nếu do chân như này ăn lập sắc, tức do chân như này ăn lập thọ tưởng hành thức. Nếu do chân như này ăn lập thọ tưởng hành thức, tức do chân như này ăn lập nhãn xứ. Nếu do chân như này ăn lập nhãn xứ, tức do chân như này ăn lập nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Nếu do chân như này ăn lập nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, tức do chân như này ăn lập sắc xứ. Nếu do chân như này ăn lập sắc xứ, tức do chân như này ăn lập thanh hương vị xúc pháp xứ. Nếu do chân như này ăn lập thanh hương vị xúc pháp xứ, tức do chân như này ăn lập nhãn giới. Nếu do chân như này ăn lập nhãn giới, tức do chân như này ăn lập nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Nếu do chân như này ăn lập nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, tức do chân như này ăn lập sắc giới. Nếu do chân như này ăn lập sắc giới, tức do chân như này ăn lập thanh hương vị xúc pháp giới. Nếu do chân như này ăn lập thanh hương vị xúc pháp giới, tức do chân như này ăn lập nhãn thức giới. Nếu do chân như này ăn lập nhãn thức giới, tức do chân như này ăn lập nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Nếu do chân như này ăn lập nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, tức do chân như này ăn lập nhãn xúc. Nếu do chân như này ăn lập nhãn xúc, tức do chân như này ăn lập nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Nếu do chân như này ăn lập nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, tức do chân như này ăn lập các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Nếu do chân như này ăn lập các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, tức do chân như này ăn lập các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Nếu do chân như này ăn lập các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, tức do chân như này ăn lập địa giới. Hết quyển thứ 363.